Dương Mịch từng yêu Lưu Khải Uy tới mức nào? Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh của Dương Mịch và Lưu Khải Uy cho tới nay vẫn là đề tài được truyền thông khai thác triệt để. Những chi tiết nhỏ trong mối quan hệ của hai người liên tục được bóc tách. Và dù rằng giờ đây cả hai đã đường ai nấy đi, song không vì thế mà độ hot của cặp đôi giảm bớt phần nào. Trang QQ mới đây đã có một bài viết lật lại những hình ảnh trong hôn lễ của Dương Mịch năm xưa. So với đám cưới của dàn mỹ nhân Cbiz hot hit ở thời điểm đó, hôn lễ của nữ diễn viên tam sinh tam thế đơn giản hơn rất nhiều, không có bất cứ chi tiết hoành tráng nổi bật nào. Trang QQ nhận xét, đám cưới không khác nào buổi tuyên thệ tổ chức ngoài trời. Không dừng lại ở đó, nhẫn và váy cưới mà các cô bạn thân của Dương Mịch như Đường Yên, Angela Baby, Lưu Thi Thi đều có giá trị khổng lồ. Vậy nhưng những phụ kiện đám cưới cực kỳ quan trọng của Dương Mịch lại đơn giản nhất, ít được đề cập nhất trên báo chí. Từ những chi tiết này, người hâm mộ có thể thấy rằng Dương Mịch thực sự không quan tâm tới chuyện tiền bạc. Bởi nếu cô là người như vậy, nữ diễn viên chắc chắn sẽ không đồng ý kết hôn với đám cưới đơn sơ đến nhường này. Trong hôn lễ, bà xã Lưu Khải Uy thậm chí còn bật khóc vì hạnh phúc. Những tấm hình của cặp đôi tràn ngập cảm xúc và tình yêu. Đáng chú ý, Dương Mịch rất hiếm khi rơi nước mắt vì xúc động. Vậy nhưng trong đám cưới của chính mình, cô nàng đã không kiềm chế được cảm xúc. Có thể thấy, những chi tiết này đã chứng minh Dương Mịch yêu Lưu Khải Uy tới nhường nào. Vào thời điểm đó, nữ thần họ Dương khiến nhiều người bất ngờ khi kết hôn ở độ tuổi còn quá trẻ và đang trên đà phát triển sự nghiệp rực rỡ. Trong khi đó, Lưu Khải Uy dù có tiếng tăm nhất định song anh mới chân ướt chân ráo sang thị trường đại lục, sự nghiệp kém Dương Mịch rất nhiều. Nữ thần họ Dương sẵn sàng đóng một vai phụ cho Lưu Khải Uy trong bộ phim Cạm Bẫy Tình Thù dù rằng đang là ngôi sao vốn đóng vai nữ chính. Điều này cho thấy Dương Mịch dốc lòng dốc sức lo lắng cho tên tuổi và sự nghiệp của Lưu Khải Uy tới nhường nào. Dương Mịch và Lưu Khải Uy là cặp sao được yêu thích, có danh tiếng tại Trung Quốc. Họ gặp nhau lần đầu khi tham gia phim Đại Đường Nữ Tướng Phản Lê Huê. Nhưng lúc này, hai người chỉ là đồng nghiệp. Lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy anh ấy quá hiền, cái gì cũng đồng ý, với ai cũng tốt. Tôi nghĩ anh ấy thật sự là người nhàm chán, Dương Mịch kể. Tình yêu chỉ thực sự nảy nở khi Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy tái hợp lần thứ hai trên màn ảnh với phim Như Ý, phim quay vào năm 2011. Thời điểm đó, đã có tin đồn cả hai phim giả tình thật. Tuy nhiên phải đến tháng 1 năm 2012, cặp đôi mới chính thức lên tiếng xác nhận tình cảm. Những lời bộc bạch tình yêu của hai người vào thời điểm này bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Lưu Khải Uy từng viết, mối tình mới chớm nở tựa như nhành cây non mới mọc, cần được chăm sóc và bảo vệ thật tốt. Vì nguyên nhân công việc, muốn có một tình yêu giản đơn cũng chẳng phải là việc dễ dàng chút nào. Tôi chỉ muốn nói rằng gặp được người mình yêu say đắm là một điều rất khó. Thật sự mong mỏi có thể yêu nhau một cách bình yên, bên nhau một cách hạnh phúc. Là một người đàn ông, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình, dùng tất cả mọi cách để bảo vệ những người bên cạnh mình. Còn phải bảo vệ nhành non của mình nữa, đó là Dương Mịch. Dương Mịch sau đó đã bộc bạch những cảm xúc chân thành của mình như sau. Đúng vậy, tôi đã yêu rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới có đủ dũng khí nói với tất cả các bạn, những người luôn quan tâm và yêu thương, bảo vệ tôi. Là một người luôn ủng hộ việc yêu đương kín đáo thì việc chia sẻ chuyện tình cảm của mình với tất cả mọi người cần rất nhiều sự dũng cảm. Bây giờ tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng tôi đang rất hạnh phúc và cũng rất hy vọng nhận được những lời chúc phúc từ các bạn. Một lần nữa, tôi muốn nói lời xin lỗi vì đã để các bạn phải hoài nghi, lo lắng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy nhưng, tất cả giờ đây đã trở thành dĩ vãng. Cặp đôi chính thức đường ai nấy đi sau 6 năm bên nhau. Dương Mịch trở lại thời kỳ độc thân với lịch trình công việc bận rộn và sớm có tình yêu mới. Còn Lưu Khải Uy cho tới bây giờ vẫn cô đơn, cùng bố mẹ rồi chăm lo cho cô con gái tiểu gạo nếp.